là má có cần con dâu thì gọi cho em. Đêm dài lắm lúc phải cô đơn mà quên chưa thêm. Hôn đi mọi người cổ vũ cho hai bạn hôn nhau đi ạ. Ok, đầu tiên thì bạn hãy giới thiệu sơ qua về bản thân mình cho mọi người được biết đi, là bạn tên là gì, bạn sinh năm bao nhiêu và bạn đến từ đâu? Mình tên là Bảo, sinh năm 96, đến từ Sài Gòn. Anh ơi, con ơi. Hiện tại bây giờ bạn đang làm công việc gì? Mình du học mới về, sắp tới mình sang Mỹ du học tiếp. Ui, ghét đấy trời. Bạn đã độc thân bao lâu rồi? Mình độc thân khoảng 4-5 tháng. Mối tình lâu nhất của bạn là được bao nhiêu lâu? 3 năm. Tại sao 3 năm như thế rồi mà vẫn chia tay nhau? Vì mình thì tinh thần mình cầu tiến, còn người ấy thì không có, vẫn còn thích chơi nhiều hơn, không có nghĩ tới tương lai nhiều nên mình thôi. Thế nếu mà bây giờ ví dụ mà tình yêu nó đến thì bạn có sẵn sàng đón nhận nó? Đón nhận chứ, tình yêu mà, sao không đón nhận? Thì cho thơm mà má cái đây. Nhưng mà có một vấn đề đó chính là bạn vừa nói là bạn sẽ đi du học tiếp đúng không? Đúng rồi. Đó thì liệu rằng bạn có nghĩ là người con gái của bạn sẽ sẵn sàng chấp nhận cái việc yêu xa gì không? Mình sẵn sàng rước bạn ấy qua bên đó. What? Tại mình đã có quốc tịch rồi nên chuyện đó không phải là vấn đề. Đó mình là gì hết. Thế một người con gái như thế nào thì là mẫu người yêu lý tưởng của bạn? Mình thì không có mẫu người yêu lý tưởng, chỉ cần nói chuyện hợp, thông cảm, hiểu nhau và chịu khó chia sẻ và quan tâm đến nhau là được rồi. Thế bạn đã có ý định là khi mà mình yêu xong rồi thì bao lâu mình sẽ cưới chưa? Nếu hợp thì 3-4 năm là cưới được rồi. Chứ yêu lâu quá thì cưới chắc khó. Bạn muốn tìm một cô gái là về kiểu hơn tuổi hay là kém tuổi hay là bằng tuổi? Tốt nhất là nên kém tuổi một tí. Về vẻ bề ngoài thì sao? Bề ngoài cao thấp gì cũng được. Nhìn xinh xinh một tí, dễ thương một tí được rồi. Không cần quá đẹp, quá xuất sắc đâu. Bây giờ thì mình sẽ đi quanh đây, sau đó thì mình sẽ tìm một bạn nữ bất kỳ và sẽ cho hai bạn được gặp nhau, nói chuyện với nhau, cảm nhận về nhau. Đến lúc đấy thì quyền quyết định là tùy thuộc vào hai bạn nhá. Ok. Mình tên là Ti, đến từ Gia Lai. Hiện tại thì đang làm make up tự do. Bạn sinh năm bao nhiêu? 97. Ti là mỗi chữ T thôi. Đúng rồi, Ti, Y. Họ tên đầy đủ của bạn là gì? Siêu Hờ Ti. Tại sao cái tên của bạn nó lại đặc biệt như thế? Mình người dân tộc Gia Lai. Thế bạn sống tại Sài Gòn này lâu chưa? Từ 2018. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức thì... Hai. Thế còn mối tình không chính thức thì bao nhiêu? Không biết. Kể như mình tìm hiểu rồi thì vậy thôi. Thế đã bao giờ kiểu có mối quan hệ kiểu mập mờ chưa? Mập mờ á? Không tính là mập mờ, tại vì cũng có tìm hiểu, chỉ là không có tiến sâu được thôi. Vậy thì bạn đã độc thân trong vòng bao nhiêu lâu rồi? Chắc cũng phải 3 năm rồi. 3 năm rồi. Lâu rồi. Bây giờ hiện tại nếu mà có tình yêu nó tới thì có sẵn sàng mình đón nhận nó? Có chứ. Bạn có tin vào tình yêu sẽ đánh không? Không. Vậy thì một chàng trai như thế nào sẽ đem lại ấn tượng cho các bạn? Cao. Cao, cao cỡ nào? Hơn mình là được cỡ trên 1m7 đi. Trên 1m7. Biết thể thao một chút. Biết thể thao. Đi nữa. Kiểu một người như chu đáo. Nói chung nhiều lắm, nhưng mà thật sự là nếu mà yêu nhau thì chỉ cần hai người yêu nhau là được. Còn mấy cái kia mình có thể sau này mình ở bên nhau, mình có thể chia sẻ này kia cho nhau. Ok. Vậy thì bây giờ thì mình sẽ cho bạn gặp bạn nam mà hôm ngày hôm nay mình tìm được. Đó. Và chúng ta sẽ cho hai bạn được nói chuyện với nhau, gặp gỡ nhau, được cảm nhận với nhau. Rồi chúng ta sẽ tự quyết định là có quen nhau hay không nhá. Yên lặng ngồi trên đường hờ duyên nhớ, nhưng mây vô trần để chẳng đi. Đầu tiên thì hai bạn hãy giới thiệu lại về bản thân cho người đối diện được biết đi. Đừng từ bạn nam trước nhá. Dạ em, anh ta là Bảo, anh sinh năm 96. Thế còn bạn nữ? Mình tên Ti, 97. Anh có nghe rõ không? Nghe. Biết tên bạn là gì không? Tiên, 97. Không phải là Tiên. Quý. Tên là Ti. Ti. Nhưng mà đi ngắn. Ti. Bạn hãy giải thích cho bạn nam biết tại sao bạn có một cái tên đặc biệt như thế này. Mình là người dân tộc. Ok. Ti. Họ tên đầy đủ của mình là Siêu Hờ Ti.
anh nghe rõ không? Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên đi. Mình sẽ hỏi về cái ấn tượng đầu tiên khi mà gặp gỡ nhau thì bạn cảm thấy như nào? Bạn nam cảm thấy như nào? Thế bạn nữ này sao? Xinh. Xinh hơn. Thế còn bạn nữ, bạn cảm thấy bạn nam này như nào? Cao. Cao, đi nữa. Da hay trắng. Mình da nâu nên là mình đấy. Kiểu gì? Ôi vậy hả? Trông hợp nhau, được. Thế bạn nào ở chưa ở Sài Gòn nhỉ? Anh đang ở tòa nhà cao cao đó. Ai ốt mà? Gần ấy. Ở Landmark hả? Gần ấy. Ừ. Thế còn bạn nữ? Em ở bên hồ. À, Phú Nhuận. Bạn nữ có muốn hỏi gì không? À. Gì ta? À, Bảo đang làm gì ở đây? À, anh là du học sinh, anh về đây chơi rồi sắp tới có thể sang học tiếp lên tiến sĩ. Ghét đấy trời. Nếu mà quen nhau là phải yêu xa đấy nhỉ? Bạn có ngại yêu xa không? Hơi có. Mình cũng ngại. Nào đó, anh vừa nói ra cái điều gì ban nãy anh nói với em, anh có thể nói lại cho bạn nữ nghe. Anh nói là nếu mà hợp thì anh sẵn sàng rước em qua bên đó. Hào hán. Hào hán. Bạn nghĩ sao về việc sang Mỹ nhỉ? Chưa biết. Thì cứ từ từ, yêu một khi đã yêu thì phải bất chấp đúng không? Thế ông ỉ mẹ. Bạn nữ này nói là bạn ấy rất là thích con trai biết chơi thể thao. Anh có thể giới thiệu sơ qua về tiểu sử của mình cho bạn ấy biết không? À, lúc trước thì anh trong đội tuyển cầu lông của Việt Nam. Ui. Bây giờ anh vẫn còn chơi mà ra khỏi đội tuyển lâu rồi. Tại sao anh cao là vậy đấy? Tiện đây thì anh chia sẻ về sở thích của bản thân cho bạn nữ được biết được không? Anh thích chơi thể thao. Anh cứ nhìn thẳng vào bạn nữ đi, không phải đừng nhìn sang xung quanh. Rung lắm sao được, từ từ phải nhìn chỗ khác. Anh thích chơi thể thao, anh thích hát một tí. Nói chung, anh thích nấu ăn. Ok, được rồi, thì mình cũng có một khoảng thời gian ngắn được nói chuyện cùng với nhau rồi. Bây giờ thì mình sẽ đến phần cảm nhận về nhau sâu hơn. Anh khá là ngại khi mà nhìn vào thẳng vào mắt bạn nữ. Và bây giờ em muốn hai người phải nhìn thẳng vào mắt nhau để cảm nhận, không được ngại nữa. Bây giờ bạn nữ sẽ đặt tay lên trái tim của bạn nam trong vòng 10 giây. Và hai bạn phải nhìn thẳng vào mắt nhau. Em sẽ đếm. Ok. Nào, đặt tay lên trái tim. Có biết trái tim ở đâu không? Bên nào? Bên trái hả? Bên trái, ừ. Tim mình cũng nằm bên trái giống như bao nhiêu người khác. Thích đặt vào đâu thì đặt. Bầu trời kia rộng lắm như hôm nay. Ok, được rồi. Ok. Anh làm sao đây? Không sao. Cảm thấy như nào? 10 giây vừa rồi trải qua trong cuộc đời anh cảm thấy như nào? Cảm thấy giống như mới chạy vòng đây mấy vòng. Tim đập nhanh quá, tim đập nhanh. Thế còn bạn nữ sao? Khi mà chạm tay, đặt tay lên trái tim của bạn nam thì bạn cảm thấy như nào? Cảm thấy sao? Thấy tim đập nhanh. Thấy bắt. Đúng không? Giống như mình mới chạy vòng ấy. Ok, được rồi. Sau phần cảm nhận, chúng ta sẽ đến một phần trò chơi nhỏ nhỏ để cho hai bạn có thể gần gũi nhau hơn. Anh là một vận động viên thể thao thì chắc chắn là cái thể lực của anh rất là ok. Không ok lắm. Đồ ăn hại. Bạn nữ này, anh rất là nhỏ nhắn, xinh xắn đúng không? Ừ. Ok, thế thì bây giờ em muốn đưa ra một cái thử thách dành cho bản thân anh để anh có thể thể hiện được cái khả năng thể lực của mình. Bây giờ anh sẽ vác bạn nữ lên trên vai. Để anh bên bé gì vậy? Bên nước ngoài anh bé gì vậy? Ok, được rồi. Nếu anh bé bạn đấy thì anh... Đấy là nhẹ nhàng, bạn có phải làm gì đâu. Ô kìa, alo. Ủa, alo. Nhẹ cho anh thì nhẹ cho em. Bạn đâu phải làm gì đâu, bạn chỉ cần tận hưởng thôi. Không, nhưng mà nặng cho bạn nam. Không, vấn đề gì cả, anh có làm được không? Được. Đúng là con trai của ta. Không vấn đề gì cả, bạn cứ thoải mái, cứ tận hưởng đi, những giây phút này đi. Nào. Rồi, cho bạn nữ hạ cánh nào. Tao là ai? Đâu là đấy? Sao? Tiên Đinh à? Phải cái chống mặt kìa. Nào. Ổn chưa? Chưa ổn thì ôm một cái nữa là để cho... được rồi, ổn. Ổn không? Chắc chắn chưa? Nào, bây giờ cảm thấy như nào sau khi được anh ấy bế lên? Thế tội. Bế bạn nữ lên anh có thấy nặng không? Không, bình thường. Được rồi. Thế bế thêm nó 5 vòng nữa nhá. Ủa chi vậy, hoài vậy?
áp lực sẽ dần dần tăng lên đấy, anh sẽ cảm thấy mệt dần đều đấy, anh cứ từ từ tận hưởng đi nhá. Mình cũng biết là bạn nữ khá là thương bạn nam và cảm thấy tội cho bạn đấy đúng không? Bạn có nói như thế đúng không? Không, tại vì thấy bé mình lên thêm mình cũng nặng. Ok, vậy thì bây giờ mình nghĩ là một nụ hôn vào má của anh ấy sẽ là một liều thuốc khiến cho anh ấy được hồi sức rất là nhanh ấy, và anh ấy cũng không bao giờ cảm thấy tội và cảm thấy rất xứng đáng với những cái gì mà mình vừa làm. Quá chuẩn luôn. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thử thách tiếp theo dành cho bạn nữ, đó là bạn nữ sẽ hôn vào má của bạn nam trong vòng 10 giây và mình sẽ lại đếm tiếp. 10 giây á? 10 giây. Hay anh muốn 1 phút, hay 5 phút, hay 1 tiếng? Trời ơi. Tùy theo bạn nữ thôi. Ở bên nước ngoài thì những cái kiểu như cử chỉ hành động thân mật nó cũng bình thường đúng không? Bình thường. Ok, thế hay mình hôn vào môi nhá. Ok. Xỉu luôn ấy. Bạn nữ xỉu luôn ấy. Ok, em đùa thôi. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. 10 giây nhá. Mình sẽ đếm nhá. Sao, còn thấy mệt nữa không anh? À, khỏe quá. Nào, bạn cảm thấy như nào? Ngại. Thấy ngại đúng không? Không sao, bình thường mà. Một nụ hôn vào má cho lần đầu tiên gặp mặt cũng là một cái kỷ niệm để sau này hai bạn có thể xem lại. Bây giờ thì sau cái phần thử thách, phần trò chơi thì mình có một cái tài năng gì không? Ví dụ như là một câu thả thính hoặc là một cái gì đó để nói vào dưới giây phút này để có thể chạm tới trái tim của người đối diện. Bạn nam. Sài Gòn đường khó đi nhỉ? Chỉ cho anh đường vào tim em đi. Nào, đường vào tim em ở đâu? Phải đi như thế nào? Bằng đồ ăn. Bằng đồ ăn anh ạ. Cái này được. Cái này đơn giản. Gì chứ bằng đồ ăn quá đơn giản luôn. Thế còn bạn nữ, một câu thả thính cho chàng trai này. Em không có giỏi thả thính. Nếu bây giờ mà không thả thính được thì sẽ phải chịu phạt đấy. Vậy hả? Thả thính đúng không? Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Đây là thả tim mà. Quá lâu. Không được, mình không chấp nhận điều đấy. Thế bây giờ chịu phạt nhá. Thực sự là mình rất là muốn có một màn thân mật thật sự ở đây. Em muốn là anh là sẽ là người chủ động. Bây giờ bạn nữ không có quyền được ý kiến nữa. Anh sẽ tặng cho bạn đấy. Không được không? Thông minh lắm. Một nụ hôn trong vòng 5 giây. Ủa sao anh? Em nói anh có lựa chọn mà anh không có lựa chọn. Đâu, anh được sự, anh sẽ được lựa chọn thời gian tùy theo anh. Anh thích bao nhiêu lâu cũng được, anh từ giờ đến mai cũng được. Ok. Ok. Em nghĩ là việc này là việc chủ động này là của đàn ông. Đúng, đúng. Bạn ấy có thể là bạn ấy từ chối nhưng mà anh hãy nói gì để cho bạn ấy đồng ý. Thôi nãy giờ em nói người ta từ chối, người ta đâu có từ chối. Thế đi. Luôn thôi. Hôn đi mọi người cổ vũ cho hai bạn hôn nhau đi ạ. Anh chủ động lên, chủ động lên, hôn đi. Mọi người nhìn thấy hôn chưa ạ? Chưa thấy đúng không? Em chưa nhìn thấy gì luôn á. Mà hai người thấy là được rồi. Phải cho được mọi người, tất cả mọi người ở đây chứng kiến chứ. Mọi người thấy hôn chưa? Thế có muốn xem hôn lại không ạ? Ok, thế thì mình phải thuận theo ý kiến của khán giả chứ. Ok, ok, được rồi, một nụ hôn rất ngọt ngào. Nào hai bạn đứng gần vào đây. Bạn cảm thấy như thế nào sau khi nhận nụ hôn vừa rồi? Đã bao lâu rồi chưa được hôn ạ? Lâu rồi. Lâu lắm rồi đúng không? Thế hôm nay được hôn cảm giác như nào? Lâng lâng. Bây giờ không muốn có lại cảm giác đấy nữa không? À, ngại lắm. Nhiều... Ai có nhỉ? Ai có thì cho vào đây. Chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian được nói chuyện với nhau này, tìm hiểu với nhau. Nắng xanh nhỏ trên đường chúng ta vui cả ngày tháng. Dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy. Một điều ngọt ngào nhất cảm nhận về nhau vào khoảnh khắc bây giờ, anh hãy nói cho bạn nữ nghe và bạn nữ sẽ nói lại. Cảm giác ngày hôm nay gặp nhau như thế nào nè? Nhìn thẳng vào mắt nhau và nói. Thế là vui khi được gặp em hôm nay.
khá là dễ thương. Có tí gì rung rinh chưa? Rung động mà không có rung rinh. Thế còn bạn nữ thì sao? Thì cũng rất là vui khi được tham gia vậy nè. Cũng có coi rồi, nhưng mà ý là coi thì thường coi là bên Bắc đúng không? Ở ngoài Bắc thấy ngoài Hà Nội thì... mình có làm. À đúng rồi, rất có coi. Thế cảm nhận về bạn nam như thế nào? Sau một khoảng thời gian được nói chuyện các thứ, cảm thấy anh vui. Cảm thấy anh đấy làm sao? À, anh vui tính, cũng khá là vui. Được rồi, mình sẽ không nói nhiều nữa. Bây giờ mình sẽ đến giây phút quyết định luôn nào. Bây giờ hai bạn đứng quay lưng lại với nhau. Đứng quay lưng lại. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn được 5 giây suy nghĩ. Nếu như các bạn đồng ý tìm hiểu nhau, cho nhau một cơ hội thì các bạn hãy quay lại. Còn nếu không thì các bạn cứ tiếp tục bước tiếp. Các bạn hiểu chưa? Ok chưa? 5 giây suy nghĩ nhá. 5 4 3 2 1 kìa. Sao ấy nhở? Bắt đầu quay lại đây, quay lại đây, quay lại đây xem nào. Em đính chính lại cho cả hai bạn tham gia cùng được biết là chúng ta hôm nay cho nhau cơ hội là cho nhau cơ hội được quen nhau, chứ không phải là cơ hội yêu nhau. Các bạn quay lại là để quen nhau, để nói chuyện với nhau, để đi chơi cùng với nhau, để tìm hiểu nhau. Không phải là quay lại là đồng ý yêu nhau luôn, hiểu không anh? Đó, thôi được rồi, mình sẽ hỏi lý do trước đi. Tại sao bạn không đồng ý? Chưa cảm thấy rung động hay sao? Chưa. Sao anh cũng... Thế còn anh thì sao? Em cảm thấy lúc đầu anh đã chuẩn bị quay lại rồi, sao anh lại bước tiếp? Không, thật sự thì anh nhìn để biết thôi. Tại anh sợ rằng lỡ anh đi và người ta quay lại thì anh thấy tội lỗi. Chứ anh cũng muốn bước tiếp. Ok, được rồi. Thế thì coi như hôm nay là hai bạn không có duyên đi. Nhưng mà hai bạn vẫn có thể trở thành những người bạn của nhau. Mình bắt tay nhau một cái đi. Một cái bắt tay tình bạn. Hai bạn có thể trở thành những người bạn với nhau, cùng nhau đi chơi dạo Sài Gòn này. Đó, cảm ơn hai bạn vì đã nhận lời tham gia chương trình này. Và hai bạn hoàn toàn có thể có một cơ hội tiếp theo. Nếu bây giờ muốn ghép luôn vẫn được. Muốn ghép luôn với cả một bạn nữ khác hoặc là một bạn nam khác. Ok không? Được rồi, thế thì mình sẽ gặp lại bạn nữ sau nhá. Và một ngày đẹp trời nào đấy. Đó, thì chúng ta sẽ liên lạc lại với nhau. Và mình sẽ ghép cho bạn một bạn nam khác thích hợp hơn nhá. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Anh có muốn một cơ hội thứ hai không? Bây giờ mà. Có ai muốn ghép với bạn nam này không ạ? Khi nào má có tâm con dâu thì gọi cho em. Đêm dài lắm lắm.